Alo, xin chào các bạn. Mình đang cầm một cái con iPhone mà đã Zyret thành công rồi nè. Có Palera1n đầy đủ ha, Cileo, tùy biến những ứng dụng cài những cái app ngoài khá là hay nha. Nhưng mà trong quá trình các bạn xài nó có khi nó xảy ra lỗi gì đó mà các bạn không có thích Zyret nữa thì mình xóa như thế nào Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn là mình xóa cái Zyret khỏi cái con iPhone này nha. Đầu tiên các bạn vô Palera1n, vô bằng cài đặt, rồi mình remove cái Zyret luôn, xóa bỏ nè. Khi mà nó báo xóa thành công thì là cái Cileo tự động nó mất đi ha, các bạn thấy không? Rồi giờ mình khởi động lại cái máy. Cái này là mình xóa cái Zyret để mình giữ lại cái iOS nha các bạn. Còn các bạn ghim lên máy tính các bạn chạy chương trình thì mình không nói ha. Các bạn chờ cái máy nó khởi động lên, rồi vô mình kiểm tra những cái gì mà nó liên quan Zyret coi thử nó xài được ha. Các bạn nhớ là tắt cái iCloud đi nha, tắt cái tìm iPhone đi ha, không là xóa nó bị dính iCloud nha các bạn. Đó, những ứng dụng nó liên quan đến Zyret này giờ mình vô không có được, nó sẽ bị văng ra hết nha các bạn. Thì lúc đó thì mình vô cái phần cài đặt thôi, rồi mình tiến hành mình xóa tất cả dữ liệu của cái máy này luôn nha các bạn, nó mới mất hẳn cái Zyret ha. Rồi mình tiếp tục mình bấm xóa nè, rồi cái lúc này cái máy nó sẽ xóa trắng luôn. Rồi các bạn đợi cái máy nó xóa trắng nó hiện lên màn hình hello mình active vô trong là nó mất Zyret nha các bạn, giữ lại iOS trong máy ha. Đó, cái này là nó báo nè, tình trạng chưa Zyret nè. Rồi các bạn chờ nó hiện lên màn hình hello mình active vô trong coi thử còn những cái app hay những cái hình ảnh hay những ứng dụng của mình hay không Nếu mà nó mất hoàn toàn là mình xóa thành công nha. Cái cách này là mình xóa mà mình giữ lại iOS nha các bạn. Rồi mình active cái máy vô, mình kiểm tra lại. Rồi coi như cái máy trắng đó nha các bạn. Các bạn nhớ nha, nhớ thoát iCloud đồ này kia rồi mình mới tiến hành xóa nha. Chứ các bạn xóa mà các bạn không kiểm tra kỹ tài khoản iCloud hay gì là nó bị không có active được nha các bạn. Rồi nếu các bạn thấy video cảm thấy hay thì các bạn cho mình xin một like ha. Đó, vô bình thường nè các bạn. Cái máy nó để xóa trắng nè, như mới luôn. Rồi các bạn tiến hành nhập tài khoản hay các bạn làm gì các bạn làm nha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.